Vaccine viêm não Nhật Bản là một trong những vaccine quan trọng trong chương trình tiêm chủng mở rộng và được khuyến cáo cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Hầu hết trẻ nhỏ đều được cha mẹ đưa đi tiêm mũi vaccine này. Tuy nhiên, nhiều người lại lầm tưởng chỉ tiêm một mũi là có thể phòng bệnh cho con lâu dài. Cũng bởi thế, nhiều cha mẹ đã quên đưa con đi tiêm nhắc lại, khiến trẻ mắc bệnh và thậm chí biến chứng nặng. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Và đây các bác con nói thì mình mới biết so với những cái mũi vaccine thông thường của trẻ sơ sinh thì là cần phải 35 nhắc lại một lần. Không để ý là cái lịch nhắc lại, tại vì cứ nghĩ là 5 tuổi là tiêm là đủ rồi đấy. Không để ý, quên hoặc đến giờ mới biết cần phải tiêm vaccine mũi nhắc lại. Nên hầu hết các bậc phụ huynh tại đây đều bất ngờ khi biết con mình mắc viêm não Nhật Bản. Khi mà mình không tiêm nhắc lại thì kháng thể không đủ để bảo vệ trẻ chống lại cái căn bệnh này. Các bác sĩ cho biết, phần lớn các ca nhập viện đều trong tình trạng nặng, thậm chí có những trẻ bị biến chứng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do phụ huynh quên lịch tiêm nhắc lại vaccine viêm não Nhật Bản cho con. Cháu có cái di chứng và bị suy hô hấp, bây giờ vẫn đang phải phụ thuộc máy thở. Và tình trạng bị yếu tứ chi, mặc dù nó có tỉnh hơn nhưng mà từ chi yếu, cơ vận động kém rồi vẫn phải thở máy. Rất khó khăn tại vì của cháu này thì không được tiêm phòng mũi nào. Thời gian vàng để điều trị cũng như hạn chế di chứng có thể xảy ra khi trẻ mắc viêm não Nhật Bản là 2 ngày kể từ khi nhiễm virus. Tuy nhiên, có những phụ huynh đưa trẻ đến viện muộn khi đã có những triệu chứng điển hình. Mức độ nhẹ thì như em bé này, sốt cao, co giật. Nặng hơn thì như trường hợp của bé trai này, suy hô hấp và phải phụ thuộc vào máy thở. Bây giờ cái thời điểm mùa hè này là cái mùa mà chúng ta có thể gọi là cái mùa của viêm não Nhật Bản. Và hiện tại thì chúng tôi đang có 7 em bé mắc viêm não Nhật Bản nằm điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới này. Và tình trạng của các em bé thì có những cái di chứng hết sức nặng nề. Trong đó có những em bé phải nằm yên một chỗ không thở được, không tự thở được và phải thở máy. Và có những em bé đã qua cái giai đoạn viêm cấp rồi nhưng mà có di chứng rất nặng và phải mở khí quản để cho em bé thở qua đó. Và các cái hoạt động khác, ví dụ như trí tuệ, ví dụ như vận động thì thường là sẽ ảnh hưởng rất nặng nề. Dù số lượng trẻ mắc viêm não Nhật Bản đã giảm đáng kể so với những năm trước nhờ chương trình tiêm chủng, nhưng hàng năm cứ đến dịp hè, Bệnh viện Nhi Trung ương lại tiếp nhận đến hơn 50 trẻ nhập viện vì căn bệnh này. Di chứng về lâu dài của cái viêm não Nhật Bản thì rất nặng nề. Ở tại thời điểm ra viện thì có vào khoảng độ từ 10 năm cho đến thậm chí khoảng 30% số em bé mắc sau khi mắc bệnh là có những di chứng về mặt tinh thần, về mặt vận động, và có những em bé thì phải nằm một chỗ suốt cả đời. Bắt đầu từ 1 tuổi là đã phải tiêm một mũi đầu tiên, sau đó thì chúng ta nhắc lại mũi 2 sau 1 tuần, và sau đó 1 năm nữa thì chúng ta nhắc lại mũi 3, và cứ 3 đến 5 năm chúng ta phải nhắc lại cho trẻ cho đến khi trẻ đủ 15 tuổi. Cũng theo các bác sĩ, hiện nay tuy đa số các trẻ đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh do sức đề kháng kém, chưa tiêm vaccine phòng bệnh hoặc tiêm không đủ số mũi. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ nên tiêm phòng cho con mình đầy đủ và tiêm nhắc lại từ 3 đến 5 năm một lần cho đến khi con 15 tuổi.